Loan có hỏi trên cái câu này nè, chị Trinh ơi, em đang ở thành phố North Carolina, ok, nhưng mà em đang có con học ở Arizona. Em định là em đã có nhà ở bên North Carolina rồi rồi và có con gái thì đang học bên Arizona. Bây giờ em định là mua nhà cho thuê ở bên cái tiểu bang mà con em đang học á, thì có ok không? Đi cái chương trình No Income Check ok không? Được chứ? Ok, No Income Check thì mình cứ nộp hồ sơ bên trên đi, bên trên sẽ giúp được. Ok. Rồi chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị về mặt hồ sơ đó thì chuẩn bị thứ nhất là ID với social nè. Rồi bank statement 2 tháng vừa rồi nè, phải có cái số tiền mình chứng minh được là mình có cái số tiền ít nhất là 35%, ví dụ như thế, 25% để mà down, còn 10% để mà dự phòng, để mà chi phí closing cost, để mà escrow prepay về thuế và bảo hiểm, ví dụ như thế, đó là 35% đó. Sau đó là những cái giấy tờ, và khi mà mọi người email cho bên Jen đi, ví dụ funding@canlending.com, rồi email xong rồi Jen sẽ gửi lại cái application link để mọi người có thể in ra hoặc mọi người có thể điền trực tiếp trên cái PDF cũng được. Ok, gửi lại cho Jen thì trong vòng khoảng 12 tiếng hoặc là 24 tiếng maximum là mình có kết quả rồi. Mình có kết quả thì mình có cái pre-approval letter, và có cái pre-approval letter thì mình có thể dùng đưa cho cái người realtor của mình, agent của mình tại địa phương để mà đi make an offer, đi shop around nhà cửa rồi này kia, coi nhà. Ok, quá trình nó cũng rất là đơn giản, nhưng vấn đề là mình phải có những cái qualify cho điểm credit. Đặc biệt với cái việc mà mua nhà không cần check income á, mọi người cứ nộp hồ sơ vào đi. Nếu mà hồ sơ được qualify cái điểm credit score của mình và những cái trend line trong cái credit report của mình, ok, thì Trinh sẽ hướng dẫn từng bước một để cho mọi người có thể sắp xếp cái công việc của mình cũng như là biết cái cách để mà làm việc tiếp theo. Chương trình này thì có thể làm được trên 40 tiểu bang, là mọi người cứ nộp hồ sơ vào rồi có kết quả thì bên trên sẽ có những cái sự hướng dẫn đặc biệt hơn, kỹ hơn. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo nha. Ok, thank you mọi người. Bye bye.